Kính thưa anh chị em, thế là sau 2 năm 9 tháng 11 ngày kể từ khi Đức cha Giuse vua Duy Thống, giáo mục Phan Thiết qua đời vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, thì cho tới hôm nay giáo phận Phan Thiết đã có vị chủ chân mới, đó là Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Ngày hôm qua tôi được cùng với Đức cha Giuse tân giáo mục Phan Thiết đi từ trong Sài Gòn về để nhận giáo phận hôm nay. Thì khi bắt đầu ranh giới của giáo phận, sau khi đi qua hết cái địa bàn của huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, thì tôi nhận thấy bầu không khí của giáo phận Phan Thiết rất là vui tươi, phấn khởi. Đi qua các giáo xứ đầu tiên của Phan Thiết thì theo yêu cầu của ban tổ chức thì Đức cha Giuse, xe của ngài đi chậm lại một chút, và tôi chứng kiến thấy anh chị em giáo dân ở các giáo xứ đó đứng ra hai bên đường vỗ tay nồng nhiệt, rồi cứ đòi bắt tay Đức cha Giuse thôi. Tôi bảo Đức cha Giuse đó, ngài ngồi ở giữa xe phía băng đằng sau đó, để mà hễ mà thế giáo dân bên này thì sàng qua bên này vẫy tay một chút, rồi bên trái đứng thì cũng sàng qua bên trái một chút, để cho tất cả mọi người được chung chiêm ngưỡng dung nhan của Đức cha. Và chỗ nào cũng thấy giật chuông rồi mở nhạc vỗ tay phấn khởi lắm. Tôi đọc thấy cái niềm vui của anh chị em, chúng ta có một vị chủ chân mới. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta thử suy nghĩ lại, chúng ta có một đức cha mới thì có cái gì khác với thời gian vừa qua không? Trong 2 năm 9 tháng 11 ngày vừa qua, Tòa Thánh đã cử Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm đến để làm giám quản tông tòa để phục vụ anh chị em. Và tôi được biết là trong suốt 2 năm 9 tháng 11 ngày vừa qua, ngài thường xuyên có mặt trong giáo phận này để phục vụ anh chị em. Và quả thật là tại các giáo xứ của giáo phận, ngày nào cũng có thánh lễ, rồi ở đâu cũng có rao giảng lời Chúa, rồi cũng có thực hiện những cuộc lễ phong chức, vân vân. Đức cha Thomas hiện diện cho anh chị em và nó phục vụ anh chị em rất là tận tình. Có thể nói giáo phận Phan Thiết không có thiếu gì hết. Nhưng mà giáo phận này cho tới ngày hôm qua vẫn còn được gọi là chống tòa, và ngày hôm nay mới gọi là có giáo mục chính tòa. Không biết anh chị em có thấy được cái sự khác biệt đó không? Tôi xin dùng cái hình ảnh cụ thể đời thường để chúng ta dễ hiểu. Trong 2 năm vừa qua thì anh chị em có thể nói là cũng có bố. Nhưng mà bố này là bố Tòa Thánh cho mượn thôi, bố nuôi thôi. Rồi bắt đầu từ ngày hôm nay anh chị em có bố mà là bố đẻ, bố thật của mình. Vậy thì anh chị em hãy cảm ơn bố nuôi Thomas của anh chị em và chúc mừng bố đẻ Giuse của anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta nên dừng lại một chút để suy nghĩ về cái vai trò của thừa tác vụ giám mục ở giữa anh chị em. Trong cộng đồng Vatican thứ hai, chúng ta thấy rằng trong giáo hội có ba yếu tố hữu hình để biểu lộ giáo hội tại địa phương. Thứ nhất là việc rao giảng lời Chúa. Thứ hai là việc cử hành thánh thể. Và thứ ba là sự hiện diện của một giám mục. Anh chị em có lời Chúa, có bí tích thánh thể, nhưng mà anh chị em chưa có một vị giám mục ở với anh chị em. Cho nên xét về cái bình diện hữu hình thì giáo hội địa phương này còn thiếu một cái gì đó hết sức quan trọng, đó là giám mục của anh chị em. Và cộng đồng cũng nói giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp nhất trong giáo hội địa phương.
là dấu chỉ và nguyên lý của sự hợp nhất hữu hình tại giáo hội địa phương này. Chính vì thế mà Đức Cha Giuse của anh chị em trước đây khi thụ phong giáo mục thì Ngài đã chọn cái câu châm ngôn là hợp nhất trong đức tin. Và Ngài nói với tôi rằng thì về Phan Thiết này Ngài cũng theo đuổi cái lý tưởng đó, hợp nhất trong giáo phận. Và đó là điều quan trọng. Cho nên ngày hôm nay thánh lễ chúng ta cử hành, đó là chúng ta cầu xin cho giáo phận Phan Thiết được sự hợp nhất. Cầu cho sự hợp nhất nó không phải chỉ là vì một cái lý do thực tiễn, cầu cho giáo phận được bình an, không có sóng gió, mọi người được sống hài hòa với nhau. Cái sự hợp nhất trong giáo hội nó không có mang theo cái kiểu như là một xã hội nhân loại. Chúng ta thường hình dung một giáo phận chúng ta giống như là một cái tổng công ty. Tổng công ty có một người đứng đầu là giám mục, tổng giám đốc. Tổng công ty này là gồm nhiều công ty nhỏ là các giáo xứ, mà các cha xứ đây là những giám đốc công ty nhỏ. Rồi chúng ta bầu chọn lấy một ông tổng giám đốc. Khi vui thì chúng ta bầu, mà không vui thì chúng ta truất phế. Xã hội loài người là như thế. Mà khi vui vừa ý mình thì mình nghe, khi không vừa ý thì không nghe. Thưa anh chị em, đó là cái mô hình của một xã hội loài người. Còn đối với chúng ta, cái sự hợp nhất nó mang cái tính cách siêu nhiên. Nó không phải là cái sự đồng thuận của con người, nhưng mà đó là một ân huệ của Chúa ban cho chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy tiên tri Sophonia đã loan báo ân huệ của thời đấng cứu thế. Ngài đến để tái lập sự hợp nhất trong xã hội nhân loại của chúng ta. Tội lỗi đã phá hoại sự hợp nhất, đã làm cho con người trở nên ly tán. Và ai làm cho xã hội cộng đoàn của chúng ta ly tán thì đó là dấu chỉ của sự thống trị của tội lỗi trong chúng ta. Trái lại, đấng cứu thế đến để thiết lập sự hợp nhất. Ai làm việc cho sự hợp nhất thì người đó thực hiện cái công trình cứu độ của Chúa. Trong bài tin mừng cách đặc biệt, chúng ta được nghe lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong tư cách một vị thượng tế, cầu nguyện cho giáo hội được hợp nhất. Ngài cầu nguyện xin Chúa Cha cho tất cả được nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Sự hợp nhất trong giáo hội không phải là cái sự đồng thuận, không phải, giữa con người với nhau, nhưng đó là hồng ân của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nó khởi nguồn từ sự hợp nhất Ba Ngôi mà tuôn trào xuống chúng ta. Rồi chúng ta hợp nhất với nhau, đó chính là chúng ta dự phần vào sự hợp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và chúng ta cố gắng để kiến tạo sự hợp nhất loài người theo cái mẫu của sự hợp nhất Ba Ngôi. Cho nên sự hợp nhất trong giáo hội nó là điều gì hết sức là cao cả. Đó là cái căn tính của giáo hội mà chúng ta không thể gạt bỏ được. Đó là cái điều kiện có tính cách sinh tử. Sự hợp nhất của giáo hội là điều kiện sinh tử đối với sự tồn tại của giáo hội, chứ không phải là cái điều nhiệm ý theo sở thích của chúng ta. Ở bình diện sâu xa thì đó là sự hợp nhất trong đức tin, cùng tin một điều như nhau. Cho nên anh chị em thấy ngày hôm qua Đức Cha đã tuyên xưng đức tin để nói đến cái sự hợp nhất trong giáo hội, và trong những lời đầu lễ Ngài cũng mời gọi chúng ta hợp nhất trong đức tin ấy. Mà thưa anh chị em, hợp nhất trong đức tin nó dễ lắm, nhưng mà hợp nhất với giám mục mới là cái điều khó.
Sự hợp nhất trong đức tin nó phải được biểu lộ qua sự hợp nhất với giám mục, nhưng mà trong thực tế thì nó khó, cho nên Chúa Giêsu mới phải cầu nguyện cho chúng ta được hợp nhất. Đây là cái điều hết sức cần thiết. Không thể có sự hợp nhất trong đức tin nếu không được chứng tỏ qua sự hợp nhất với giám mục và qua giám mục với giáo hội toàn cầu. Chúng ta thường nghĩ Chúa Giêsu thiết lập giáo hội và thiết lập chức giám mục theo cái kiểu xã hội. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ, kêu gọi tập thể đông càng nhiều càng tốt, rồi sau đó xem khuôn mặt này được, khuôn mặt kia được, rồi chọn lấy 12 ông tông đồ để làm thủ lãnh quản trị cái cộng đoàn Chúa Giêsu mới thiết lập đó. Không phải. Trong phúc âm cho chúng thấy cái điều ngược lại. Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội bằng cách ngay từ đầu đã chọn nhóm 12. Và giáo hội tăng trưởng là gì? Giáo hội tăng trưởng là nhờ tất cả mỗi người chúng ta gắn bó với cái nhân nguyên thủy đó. Cái cộng đoàn nguyên thủy đó là cái nhân chúng ta gắn bó với các ngài, thì từ đó giáo hội được tăng lên. Cho nên sự hợp nhất ở trong giáo hội cách cụ thể với giám mục nó là điều đương nhiên thôi, không thể khác được. Điều thứ hai xin chia sẻ với anh chị em, khi chúng ta sống cái căn tính hiệp nhất của mình thì chúng ta làm cho cái tính khả tín của giáo hội được tăng lên. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho giáo hội được hợp nhất để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Ngược lại, nếu giáo hội không hợp nhất trong đức tin quanh vị giám mục của mình thì sứ vụ phúc âm hóa sẽ không có kết quả. Bởi vì khi đó chúng ta đánh mất một cái bằng chứng khả tín của giáo hội. Chúa Giêsu cũng đã nói rất là rõ, người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em yêu thương nhau. Hơn ai hết chứng Thánh Gioan là người đã có cái kinh nghiệm được Chúa yêu, người môn đệ được Chúa yêu đã nói với chúng ta rằng nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Bài đọc thứ hai nói chúng ta như thế. Chúng ta nhìn lại lịch sử của giáo hội trong thời ban đầu. Cái việc rao giảng danh Chúa Giêsu đã đạt cái kết quả nhanh chóng là nhờ cộng đoàn hợp nhất với nhau, yêu thương nhau. Sách Tông đồ Công vụ nói lại thế này: các môn đệ đã một lòng một ý, chuyên cần lắng nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Cho nên họ được toàn dân thương mến và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày được thêm nhiều người được cứu độ nhờ yêu thương nhau. Và cái điều đấy tại giáo hội Việt Nam chúng ta, anh chị em cũng thấy rõ ràng như vậy. Khi mà tin mừng mới bắt đầu được rao giảng tại Việt Nam, người ta đâu có gọi cái đạo này đạo Công giáo đâu. Bây giờ chúng ta gọi như thế mà ban đầu chưa biết gọi bằng cái tên gì cả. Nhưng mà nhìn thấy đời sống của các môn đệ, các Kitô hữu đầu tiên yêu thương nhau, cho nên người ta gọi là cái đạo này là đạo của những người yêu thương nhau. Mà chính vì yêu thương như vậy cho nên cả một cái thời gian dài, cho dù bị bách hại dữ dằn lắm, nhưng mà số các môn đệ Kitô hữu cứ càng ngày càng tăng lên để chúng ta thấy được cái kết quả như ngày hôm nay. Trong một cái thế giới bị sâu xé vì hận thù chia rẽ, giáo hội cần phải cung cấp một cái chứng từ của sự hợp thông và liên đới để làm chứng cho nhân loại về cái thế giới mới mà Chúa Giêsu đã cứu chuộc. Nhưng mà thưa anh chị em, trong thực tế chúng ta hay quên, Đức Thánh Cha Francisco đã biểu lộ cái sự đau lòng của Ngài. Ngài viết ở trong tông huấn niềm vui tin mừng thế này: tôi cảm thấy đau lòng
khi thấy một số cộng đoàn Kitô hữu, thậm chí cả những người thánh hiến, dung dưỡng những hình thức thù nghịch, chia rẽ, vu khống, nói xấu, oán thù, đố kỵ và ước muốn áp đặt một số ý tưởng bằng bất cứ giá nào. Chúng ta sẽ rao giảng tin mừng cho ai nếu chúng ta hành động theo cách này? Chúng ta đừng để mình bị cướp mất lý tưởng tình yêu huynh đệ. Đó là lời của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta nhìn vào trong giáo phận Phan Thiết, anh chị em chắc chắn là có nhiều cái tiềm năng lắm. Tôi không được biết rõ, nhưng mà biết một vài vị thôi, thấy rằng anh chị em có những tiềm năng về nhân sự, linh mục, tu sĩ, giáo dân, có nhiều người tài giỏi, trí thức với bằng cấp cao, có nhiều người môn đệ hăng say nhiệt thành, có những dòng tu, có những chủng sinh, có nhiều tâm hồn, có nhiều thiện chí muốn xây dựng giáo hội. Cái nguồn nhân sự phong phú này từ nay sẽ được liên kết thống nhất dưới quyền chỉ huy của vị thuyền trưởng là giám mục của anh chị em. Thỉnh thoảng chị em nhìn thấy người ta đua thuyền trên dòng sông. Giả sử một con thuyền có 10 người chèo. Nếu 10 người chèo theo cùng một nhịp của vị thuyền trưởng thì con thuyền đó tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Nhưng mà giả sử bây giờ có 9 người chèo thôi, một người không chèo, thế cũng đã mất đi một tí sức mạnh rồi. Và nếu mà 3-4 người không chèo thì đó là mất đi cái sức mạnh đáng kể. Mà tệ hại hơn nữa là 5 người chèo tới, 5 người chèo lui. Anh chị em thấy kết quả làm sao? Cái thuyền nó quay lòng vòng, rộng chân tại chỗ, nó lòng vòng rồi cuối cùng nó sẽ ụp thôi. Đó. Mà giả sử bây giờ 10 người cùng chèo đi nữa nhưng mà không cùng một nhịp, người chèo trước, người chèo sau, thì con thuyền nó cũng sẽ tròng trành, nó đảo bên trái, thì đảo bên phải, nó quay lòng vòng, đứng ở giữa dòng đó. Tiến mà tiến rất là chậm, cho tới bao giờ mới đạt tới mục tiêu. Cho nên cái sự thành công của công cuộc phúc âm hóa rất tùy thuộc ở sự tổng hợp các nguồn lực, sức mạnh về nhân sự. Mỗi người cần phát huy đặc sủng của riêng mình, tôn trọng và trong sự hòa điệu với đặc sủng của người khác, trong sự hiệp thông của một Chúa Thánh Thần. Có một Chúa Thánh Thần thôi mà Ngài ban cho mỗi người một ơn khác nhau trong sự hiệp thông đó. Trong thực tế, trong giáo hội, nhiều người không chịu làm việc của mình mà đi làm việc của người khác, tạo ra sự xáo trộn. Hoặc là áp đặt người khác phải theo ý của mình. Thế là chúng ta thấy mình đã đánh mất cái sự hòa điệu giữa các đặc sủng và làm cho giáo hội mất bình an. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Giuse để cầu nguyện cho sự hợp nhất trong giáo phận. Sự hợp nhất đó chính là ước mơ của Ngài. Đó là cái kế hoạch mục vụ của Ngài, và đó cũng là định hướng cho tất cả giáo phận của chúng ta. Ngài muốn chia sẻ cái thao thức đó cho cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta cầu chúc cho sứ vụ của Đức Cha Giuse gặt hái nhiều thành quả nhờ đoàn chiên luôn hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, hiệp nhất trong đức tin của Hội Thánh và hiệp nhất với nhau theo lệnh của vị thuyền trưởng, để công cuộc phúc âm hóa tại giáo phận Phan Thiết gặt hái được nhiều hoa trái dồi dào phong phú. Amen.